Ơi, xin mời quý khách hãy tỉnh giấc Nam Kha. Chúng ta đã đến chỗ để ăn trưa rồi. Dậy anh ơi. Dậy ăn trưa. Đây, ở đây có món gì ngon không? Rất nhiều, không thiếu món gì, đủ hết. Có cả dân tộc Tây Tàu đủ hết nào. Đây. Đâu anh? Xin giới thiệu với các quý vị. Quý vị đã thấy có một nhà hàng nào có kiểu kiến trúc độc đáo như thế kia chưa? Ôi trời ơi, đẹp quá. Nhà hàng này đã được xếp tiêu chuẩn 4 sao. 4 sao à? Đấy, mà những người vào trong đó ăn toàn là khách VIP. Chúng tôi là VIP mà. Đặc biệt nhá, chúng ta sẽ được ngồi ăn trong phòng máy lạnh buốt buôn buồn buồn buồn. Ghế salon bằng da toàn ngoại nhập. Thời tiết nóng như thế này mà được ngồi phòng máy lạnh còn gì là tuyệt vời hơn nữa. Có cái cơ ngày hôm qua chúng mình phải cưới trâu. Này, mà ngồi ở salon ấy không có mùi phân trâu ăn mới ngon nhỉ. Đặc biệt, đối với các quý ông, nhân viên phục vụ toàn là nữ chân dài đến nách. Người đẹp như siêu mẫu Xuân Thức. Được. Mặt đẹp như hoa hậu Nguyễn Thị Hoàn Vũ. Được lắm. Tuyệt cái gì? Tuyệt cái gì mà được hả? Tôi nói cho ông biết nhá. Gái mú ở trong nhà hàng ấy là tệ nạn xã hội đấy nhá. Là tệ nạn thôi đấy. Nhìn thấy gái mú là mắt cái sáng nhưng tức cả lên. Còn đối với các quý bà thì nhân viên phục vụ toàn là nam giới. Có thân hình vạm vỡ như hùng bóng. Mặt đẹp như chiếc trong. Trời. Đúng, thân thế lạnh đấy. Thế à? Trời ơi, đẹp thì cái thằng hùng bóng với cái thằng chị trong ấy. Thế cứ thấy mùi dai là cuốn cả tấm. Bớ gần này là cái gì? Thế món ăn Tây thế nào? Đủ hết, không thiếu một món gì. Pizza, spaghetti, Panathinaikos, Leverkusen, Valencia, AC Milan. Này, cho hỏi cái món ăn gì mà cứ như là tên câu lạc bộ bóng đá đấy. Thế đã bao giờ anh được chứng kiến một cái nhà hàng có kiểu kiến trúc độc đáo như thế này chưa? Đúng. Trên thế giới chưa hề có. Công nhận. Vì thế cho nên nhá, tên các món ăn của nó cũng cực kỳ độc đáo. Ôi trời, nhưng mà anh ơi, anh ở đây có cái món đặc sản dân tộc nào không? Em thì em thích đặc sản dân tộc lắm nhá. Thế hả? Vâng. Có đủ hết này, bọ xít này, bọ dừa này, bọ hung này, thằn lằn này, rắn rết này, bồ cạp. Nhưng xin lỗi quý vị. Dạ. Quý vị xin lưu ý một điều là đây là nhà hàng VIP. À. Đã được lên hạng 4 sao, cho nên cái việc thanh toán của nó phải bằng đô. 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 Đô thì đô. Thế đô hả? Thì đô, sợ thì mà không đô mà, đúng không? Đô luôn. Đô thì đô. Đô thì đô. Đô thì đô. Ấy, chưa hết. Còn đây nữa, vì là thanh toán bằng đô, cho nên công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Công ty chúng tôi chỉ thanh toán bằng tiền Việt. Thế còn tiền đô thì tự quý vị phải thanh toán. Tự trả. Này rồi mà nhìn lại thì chả cái gì là ghê cơ. Đi nhà hàng thôi. Nhưng mà cái giờ này mà ngồi trong phòng máy lạnh á thì bí lắm đấy. Ngồi salon ăn không được đâu, khó ăn lắm. Mà này, dân tộc một cái món gì, món bộ hung, bộ xít thì là sao mà. Thôi. Thế nói tóm lại là bây giờ quý vị có vào đây ăn không? Không hả? Ta đi quán khác. Tiếp tục đi. Đi luôn. Vương câu. Được. Đặt sản. Được không? Quán này được không? Được. Có cây, có lá, được đấy. Này, cái đồ ăn Tây thế nào? Anh thích đặc sản dân tộc ở đây như thế nào hả anh? Đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Thế à? Nhưng mà có VIP không? Quán này là quán VIP chính hiệu. Thế nhưng mà người không VIP vẫn vào được, chẳng sao. Thế vào thôi. Này anh ơi, có phòng lạnh không? Phòng lạnh á, phòng lạnh thì tất nhiên là có. Nhưng mà cái hệ thống làm lạnh ở đây không phải là bằng điều hòa mà là bằng khí trời. Thế là thậm chí nhá, ở đây có cả suối róc rách này để quý vị có thể rửa chân này, rửa tay, rửa mặt, mà kể cả là tắm cả gắn đầu. Chẳng làm sao thì là tắm anh thì còn cái vấn đề phục vụ thì như thế nào ạ? Phục vụ ở đây nhá, nữ thì mặc áo tứ thân chít khăn mỏ quạ. Mà trong khi thực khách đang thưởng thức ấy là họ còn có phục vụ cả hát chèo này, hát quan họ này, hát cải lương này. Được rồi,
được, cái nước mà tôi thích lắm đấy. Ừ. Đây. Có cái khoản ả đào không? Đào à? Ừ. Ả đào như thỉnh thoảng vẫn có. Thế tốt rồi. Nói chung là có nhiều ả đào. Thì anh thích còn cái vấn đề mà có nam phục vụ không? Tất nhiên là phải có. Tôi là chỉ nam ở đây nhá. Thế nào? Nam giới ở đây phục vụ là toàn cởi trần đóng khố tay cầm nỏ như thạch xanh. Dân tộc đấy. Đóng khố mà phục vụ cởi trần thì trông khiếp rồi. Chân thì như que tăm. Thôi. Phục vụ thế thì làm sao đâu. Cứ thấy khố là chán vào. Này, tôi đang đi trong sáng nhá. Đây, đây, quý vị có nghe thấy nhịp trống, nhịp phách không? Có. Có nghe tiếng nhị không? Có. Đấy, bây giờ là họ đang hát chèo. Đang sao lại chênh, sao lại chênh. Đấy, nhưng mà đến tối là họ chuyển sang ả đào. À, tối mới ả đào. Tối mới ả đào. Tối ả đào thì được. Này, tóm lại là đồ ăn Tây thế nào? Đúng rồi, tóm lại là đặc sản dân tộc thế nào? Đã bảo là có hết Tây, có ta, có tàu, có cái gì cũng có. Rồi, nhưng mà không tính tiền đô chứ. Tất nhiên. Có thể được rồi. Thế thì vào thôi. Nhưng họ tính bằng tệ. Tiền Trung Quốc. Tệ là tiền nhân dân tệ, tiền Trung Quốc ấy. Tiền tàu. Thế à? Mà tôi xin nhắc lại với quý vị một điều nữa. Là công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm thanh toán bằng ngoại tệ. Công ty chúng tôi chỉ thanh toán bằng tiền Việt. Vậy thế nên quý vị tự thanh toán. Lại tự này, à? Ừ. Gay go quá nhỉ. Cái khoản ả đào ở đây mà chắc là hát lại căng không nghe. Không nghe được, đúng rồi. Mà ả đào chỉ có cánh già nó nghe thôi. Đúng anh rồi. Em mình trẻ này đúng đi. Rồi, nghe ả đào nó là không thích trẻ nổi. Không thích thiểu não đâu. Không sao, không sao. Nếu quý vị vẫn chưa hài lòng về quán này, tôi lại đưa quý vị đi quán khác. Đúng rồi, em đi nhá. Khoản tiền của Việt Nam mà đóng khố là không ổn đâu. Nha. Đây. Ôi trời ơi, mệt quá. Ôi, anh quán sáng kiểu gì thế này hả? Đấy, em đi thôi. Đi đường này. Đâu, đi đường nào? Ôi trời ơi, sao quán sáng kiểu gì thế này? Ngồi ăn ở đây ấy hả? Thì quán bình dân thì nó thế thôi. Tại sao người ta có thể ngồi ăn ở đây được chị? Thôi bây giờ thế này nhá. Hả? Ai ăn đồ Tây, đặc biệt ngồi bàn ghế màu đỏ. Ai ăn đồ đặc sản dân tộc, ngồi bàn ghế màu xanh. Nào. Đây là đồ Tây mà là Tây đặc biệt nhá. Tây lạ chứ không phải là Tây quen nhá. Thế còn đây là đồ dân tộc đặc sản mà dân tộc cũng là lạ chứ không phải là dân tộc quen nhá. Anh Lưu, hả? Cái món này làm bằng cái gì đấy? Làm bằng cái gì? À, món này nó gọi là salad Polatogo. Tên lại nhưng mà nó xuất xứ từ đâu? Xuất xứ à, cái này nó gọi là sen Nhật Bản du nhập vào miền Nam thì gọi là lục bình. Đấy, nó đến khi nó trôi dạt ra ngoài Hà Nội ấy, thì lại gọi là bèo Tây. Mà cái loại này nó sống rất nhiều ở sông Kim Ngưu, Hà Nội. Đấy. Cái mùi nó kinh quá, hôi quá. Thôi thì nó sống ở sông Kim Ngưu thì nó phải có mùi là đúng cái gì. Anh Miu ơi. Trời ơi, cái món này là cái món gì mà mùi nó cứ khen khét cứ như là mùi bọ xít thế hả anh? À, thì châu chấu với bọ xít nó đều là côn trùng cả. Thì nó phải khét chứ sao nữa. Món này nhá gọi là châu chấu nhồi bánh đúc tẩm hành. Hay còn gọi là bánh đúc bọc châu chấu cũng tẩm hành. Nó chỉ khác tí tên gọi thôi, còn thực ra phẩm chất nó vẫn như nhau. Nhưng mà cái mùi của nó nặng quá, không nuốt được đâu. Sao? Thế thì cố gắng bịt mũi vào mà ăn là sẽ thấy ngon. Nuốt qua cổ họng đấy. Anh có chắc chắn là chúng tôi ăn cái món này không sao không? Không sao. Lợn nó ăn còn chẳng chết nữa là, mà mình là người thì cái sức đề kháng còn cao hơn lợn nhiều. Thế thì sao? Đấy, vấn đề nó là ở chỗ đấy. Chính vì như thế cho nên công ty chúng tôi đã nhìn xa trông rộng và đã chuẩn bị cho quý vị một loại thần dược. Mỗi vị chỉ cần uống 5 viên, đảm bảo 5 ngày chỉ có nhập chứ không xuất. Thần
dược à? Thần dược. Thần dược à? Thế nào? Được, à? Đây. Nào, cho nào, cho tôi rồi, tôi cũng uống rồi ăn xem vào. Năm viên này, năm viên này, năm viên, năm viên này. Đây. Ôi. Anh Miu ơi, uống cái này có làm sao không? Tại sao lại làm sao? Đây, tôi uống trước cho quý vị xem này. Uống được hả? Tôi uống. Là anh Bill này, cái mùi này tôi thấy thấy có cái mùi nó giống như là cái bét nó cứ chát chát, cái như là cái bét là Berberine chính hiệu. Chính vì là nó là Berberine cho nên là đảm bảo 5 ngày chỉ có nhập chứ không có xuất. Thế thôi, thế này, thay mặt công ty Tê Giác, chúng tôi xin kính chúc quý vị ngon miệng với những món ăn tự chọn của mình nhé. Đây đây, mời anh chị, mời anh chị nhá. Chúc ngon miệng. Ăn tối không dám ăn không? Không ăn được. Kinh quá. Úi giời ơi, trông cháu không uống được. Ê anh Miu ơi, anh Miu. Kinh quá anh Miu ơi. Miu ơi, đây 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 này. Không ăn được, không khỏe cái này. Không ăn được rồi. Ôi trời ơi, không ăn được rồi. Mẹ ơi. Có cái mùi thơm. Tôi gọi là anh nhỉ? Mùi tôm đấy. Anh ăn cái gì đấy? Mùi tôm. Mùi tôm à? Chúng tôi ăn mùi tôm. Chúng tôi ăn mùi tôm. Chúng tôi ăn mùi tôm. Này, anh Miu. Chúng tôi ăn mùi tôm. Đây rồi. Đây rồi. Chúng tôi ăn mùi tôm. Chúng tôi ăn mùi tôm. Mì tôm hả? Lên xe có mì. Rắn như đá. Ôi trời ơi, rắn quá, anh Miu ơi, ăn làm sao được. Thế ăn rồi, anh ơi, chua lắm. Mới có 2 tháng từ tour trước để lại chứ mấy. Bánh 2 tháng là thế nào? Này, này, anh này, cho chúng tôi ăn bánh 2 tháng. Anh nghĩ chúng tôi là lợn đấy hả? Mà tại sao anh cho chúng tôi ăn bánh 2 tháng là thế nào hả? Tại sao lại như thế? Này, này, tại chị đấy. Hả? Tại chị đấy, lúc nào chị cũng dân tộc cổ truyền nữa. Ở đây mới phải ăn châu chấu. Này, này, đừng có mà nói tại tôi nhá. Có này là tại nhà cô thì có ấy. Đấy, đang ở ta, tự nhiên đi thích xí xó lên thích ăn đồ Tây cơ. Cho chết bây giờ mới phải ăn bèo Tây đúng không? Đúng là cái đồ trưởng giả học làm sao ấy. Bà trưởng giả học làm sao? Tôi bảo là nhà cô thì quý này, chứ bảo không nói nào đi. Không phải là, tôi không bị gì tôi phải bỏ hết. Thôi, thôi. Đấy, tao chỉ em bây giờ để cho vợ chồng con phải ăn cái này này. Làm sao mà tôi chịu được hả? Thôi, thôi. Hai bà cãi nhau làm tôi điếc tai quá. Bây giờ thế này, chị Nụ Hương không thích ăn đặc sản dân tộc châu chấu nhồi bánh đúc đúng không? Chuyển sang ăn bèo Tây. Còn chị Nụ Tú không thích ăn đồ Tây, bèo Tây đúng không? Chuyển sang ăn châu chấu nhồi bánh đúc. Không ăn được. Thứ đấy là không ăn được. Không được hả? Không ăn được. Không được thì lại tiếp tục ăn bánh mì.